Đấy, đây là cái tủ một máy bơm cho hai nhà hoặc là một máy bơm cho hai cái bồn khác nhau thì nên là tủ này thì khi mà lấy về cấp nguồn vào đây nhé, cái tủ này hơi chật cho nên là chúng ta cấp nguồn vào cái đầu này. Những cái này thì cấp ra, ví dụ em làm dấu nó cấp ra bơm này ha. Với chỗ này em ghi làm van một thì chúng ta sẽ cấp vào cái van một ở đây thì nó tương ứng với cái bồn thứ nhất đó. Cái khóa cho cái bồn thứ nhất, cái phao thì nó cũng tương ứng đây, phao một đi với van một đấy. Thì em làm dấu dây đây để về chúng ta để ý chúng ta đấu vào cùng như vậy được. Van hai thì nó đi với cái phao hai đây ha. Thì mấy cái điện này là điện 24V nhé, ra phao ra van này 24V ha. Nó có nguồn nó hạ áp qua cái cục hạ áp 24V đây ha. Thì khi mà lấy về thì mấy cái tủ này hầu như nó đều có các cái chế độ chạy tay và chế độ động ha. Thì đây là cái đèn báo nguồn nè, qua này ở giữa là tắt nha, chạy tay nè, chạy tay bơm nè, bơm chạy tay nè, chạy tay van nè, chạy tay van của hai đó là chạy tay. Chạy tự động thì nó sẽ để tự động hết ba cái về tự động hết nha, bơm tự động này, van tự động này, van nai cũng tự động, ba cái tự động hết như vậy. Ở chế độ tự động thì cứ bồn nào cạn á, giả sử cái phao thứ nhất, bồn thứ nhất nó cạn này, thì đấy, nó sẽ mở bật bơm và mở van, bật bơm và mở van. Đấy. Cái bồn thứ hai cũng vậy. Mình đang ghi có một tay nó cứ bồn nào nó cạn thì nó bật. Trường hợp mà hai bồn cùng cạn luôn, nó cúp điện này, nó sẽ cúp điện là hai bồn nó cùng cạn một lúc, hai bồn cùng cạn một lúc thì nó sẽ ưu tiên cho cái bồn mà bồn bồn thứ nhất ha. Ưu tiên cho một cái bồn nó chạy trước. Cái trường hợp nó cúp điện này, đang giả lập do nó chỉ có một tay ha. Do một tay cho nên là vừa cầm cái điện thoại vừa thao tác thì nó khó. Giả sử cái trường hợp mất điện, hai bồn nó cạn hết là hai cái phao này nó tác động đóng hết, thì khi mà có điện lại thì nó sẽ ưu tiên cho cái bồn thứ nhất ha, cho cái van thứ nhất nào, nó bật bơm này và nó mở cho cái van thứ nhất này, bơm van thứ nhất. Chừng nào mà cái van một này nó đầy, cái phao đầy chính nhắc ra thì nó mới bắt đầu nó chuyển qua cho cái bồn bên này ha, chuyển qua cho cái bên này nè. Cái này nó tụt mất dây ở đây đấy ha, như vậy thôi. Về cứ đấu theo sơ đồ này là được ha. Có làm dấu dây đi hết rồi.